chủ đích. Cuối cùng cũng bắt gặp được 6040 đi Bến Lòng nha các bạn. Đó, đồng này ở đây là đồng tháp 10, đồng tháp. Ở đây thì 6040 bên kia 5018 đó đang chạy số dặm. Ở đây số dặm tác 1 à. Đây gần tới rồi, nghe được hơi máy rồi đó. Đất ở đây toàn đất dây. Cho nên chạy số dặm này là phê lắm, chạy đường nào là đáng đường đó luôn. Sướng chưa? À. Ngon. Kè có dán luôn kìa, dán trang luôn kìa. Đù. Vàng này 1m6, 1m7 gì đó nghe, chứ không phải ngắn đâu. À, ở đây là nếu mà chạy dặm, số dặm này là 6040 là có thể coi là lớn nhất nha các bạn. Ở đây người ta xài toàn là 4508, 5018 với 494 được không à. Là mét mấy lần ta, chắc cỡ 1m6 rồi các bạn ơi. Sao nhìn à, phải rồi, tại vì thằng 6040 cái bánh, cái vỏ nó lớn hơn 5018, lớn hơn 4508, cho nên nhìn thấy cảm giác là cái lồng nó lớn hơn, chứ thực ra nó cũng chỉ 1m6 thôi chứ không dài hơn đâu. Có hồi năm gò mình quay được con 6040 nó mang bánh tới 1m7, 1m8 gì lận. Còn nó có sớ ở Tiền Giang nữa, có chạy ở Tiền Giang nữa. Ê, 5018 cũng vẫn mang bánh 1m5, 1m6 luôn. Hiện tại đang là hai con 5018, một con 6040. Bên đây là cái gì nữa đây? 4508. Chèo téo 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 téo. Vậy là tỷ số là 5018 lắng ác cả 4508 và 6040 nha các bạn. Mấy hôm nay mình đi thì toàn là 4508 không à. 4508 nhiều lắm chứ. Hiện tại đang chạy ở đây là 3 con 4508 ở đồng này nè. Chỉ có duy nhất một con 6040 và hai con 5018. Đó, con này vỏ không nhỏ. Quên thông số, nãy giờ quên nổ nhau bằng 6040. Sử dụng động cơ V2403 2.4 lít bít tông 87, công suất làm việc là 58 HP, làm tròn là 60 là 6040 đó. 6040 hiện tại có thêm dòng 6040 SUD, SUD đó là dòng nó hai số sớ, dòng tua là 750 với 540. Còn thằng mấy thằng đời cũ này thì có con số sớ một mà dòng tua không biết 540 608 gì đó. Anh em nào xài dòng cũ này muốn lên hai số sớ cũng được, bù thêm mười mấy triệu về tháp cái đít vô, tháp cái phần cần số vô đó. Theo mình chắc cái tháp cái phần ốp tách đó. Thằng su đó, thằng su D đó, hai số sớ đó mình cũng có nghe nói có một số đồng có rồi nhưng mà chưa có bắt gặp được để quay. Hai bốn không ba turbo. 2403 trên máy cà này hình như là cũng 2007 luôn nha các bạn, dòng tua á. Thả chưa, nhìn dài sọc luôn. Đồ
phê. Ở đây toàn chảy nước cho nên máy gì mới cái mâm nó mau phèn lắm. Đó, khúc nồi đó. Đu giờ này dân phúp hả ta? Khúc nói phúp là giờ này dân phúp luôn rồi. Thường thì dân phúp, khúc nói thường. Còn mấy dân nó dân sớ thường, khúc nói cũng thường luôn. Giờ này nói phúp chắc là dân phúp luôn rồi. Chọn bộ đó các bạn. À, dòng bánh nhỏ này nó nặng 1,8 tấn nha các bạn. Đấy, 518 xuống nữa kìa. Khiếp ghê chưa? Trời ơi, toàn lòng. Ôm cua. Tăng tốc. Bánh nó chắc mét mét gửi quá anh. Dạ. Có độ cháy gì thêm không? Dạ. Ghê thì chứ. Vô. Ngon. Đích. Hai ba bốn năm sáu bảy gì một sáu à mét gửi. Bánh này nó dặm đường nào đá đường đó luôn. Ông sơ chắc mét 6 quá. Thì bánh này coi chừng nó phủ luôn chứ khoảng mét 7 á.
ẩm hừ muốn mưa nữa. Đang thui nữa rồi kìa. Nãy khúc tầm nông mưa tầm tã luôn. Dạ con mới trước á. Như đây có một mình chiếc này 6040 phải không anh? Bên kia cũng 4508 rồi. Hai chiếc đó 5018 nè. Dạ. Xong. Đồ trang luôn.